Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì, Cuộc Sống Bên Mỹ. Thì bữa hôm nay là trời nó khá là nóng luôn các bạn. Thì bữa hôm nay á, là nhiệt độ nó lên tới 105 độ F, tương đương với lại là 23 độ C các bạn. Thì nó khá là nóng và hầm. Thì ở bên Mỹ á, trời nóng thì cũng giống như ở bên Việt Nam, trời nóng thôi, nó không có gì khác cả. Nhưng mà các bạn biết không, ở bên Mỹ này á, nó có một cái máy, nó gọi là cái máy người tiếng Việt Nam á, mình dịch theo tiếng Việt Nam gọi là máy điều hòa đó các bạn. Bên Mỹ thì nó gọi là cái máy AC. Thì các bạn thấy hai cái máy ở sau lưng của mình hay không? Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ về hai cái máy này, tại vì ở bên Việt Nam á, họ không có xây như vậy. Thì các bạn biết không, ở bên Mỹ và bên Việt Nam là hai nước hoàn toàn khác nhau. Thì một căn nhà ở bên Việt Nam á, nó xây khác với một căn nhà ở bên Mỹ. Là căn nhà ở bên Mỹ nó xây á, là nó cách âm, cách nhiệt. Cho nên họ sẽ gắn cái máy này. Cũng giống như ở bên Việt Nam á, khi mà trời nóng quá đó. Khi mà trời nóng quá thì các bạn sẽ đi ra điện máy xanh. Các bạn mua một cái máy điều hòa tầm 2 triệu, các bạn gắn vô một cái phòng. Thì cái máy điều hòa đó nó chỉ có công dụng là nó làm mát cho cái phòng đó thôi. Ok. Nhưng mà ở bên Mỹ này á, thì cái máy điều hòa nó sẽ chạy khắp nhà luôn. Cũng giống như bây giờ mình đang đứng ở ngoài đây, các bạn thấy không? Thì ở ngoài trời nó rất là nóng các bạn, nhưng mà khi mà mình bước vô căn nhà của mình á, thì nó rất là mát. Bây giờ mình sẽ đi vô căn nhà của mình để mình thử nha. Thì bây giờ ở ngoài trời nó khá là nóng luôn. Bây giờ mình sẽ đi vô căn nhà của mình. Thì ở bên Việt Nam á, thì chỉ có một cái phòng gắn máy lạnh là nó mát thôi. Còn những cái phòng khác á, nó không có mát các bạn. Đó. Theo đi. Có đi làm vườn tưới cây không? Đi ăn đã. Vì ngay khi mà mình bước vô căn nhà của mình á, thì nó khá là mát các bạn. Tại vì máy lạnh nó chạy khắp nhà luôn. Thì khi mà các bạn nghe tới cái chữ máy lạnh nó chạy khắp nhà đó, các bạn sẽ hỏi là bộ nó tốn điện hay không? Bộ điện bên Mỹ nó rẻ lắm hả? Thì thật sự thì ở bên Mỹ này á, các bạn xài máy lạnh, mặc dù cái máy lạnh nó chạy khắp nhà của các bạn luôn, thấy không? Các bạn đứng đâu nó cũng mát hết. Đó. Thì máy lạnh nó sẽ chạy khắp nhà của các bạn luôn. Nhưng mà cái hơi lạnh nó sẽ giữ ở trong nhà các bạn, nó không có thoát ra ngoài. Cho nên á, mặc dù máy lạnh nó chạy khắp nhà, nó làm mát khắp nhà luôn, các bạn không cần gắn cái máy lạnh ở chỗ này cho nó thổi xuống chỗ kia. Các bạn không cần gắn máy lạnh chỗ này cho nó thổi xuống chỗ kia để cho nó mát một chỗ, mà cái máy lạnh nó sẽ mát khắp nhà luôn. Ok. Thì câu hỏi của các bạn là nó có tốn điện hay không? Thì các bạn biết không, những căn nhà của Mỹ á, nó rất là kín các bạn. Thì khi mà máy lạnh nó chạy khắp nhà như vậy á, thì cái hơi lạnh nó sẽ giữ ở trong nhà rất là lâu các bạn. Cho nên nói thật sự thì điện cũng không phải là tốn lắm. Ok. Còn ở bên Việt Nam á, thì nếu mà các bạn mà mở máy lạnh mà hết cả nhà luôn á, thì coi bộ là hơi tốn tiền điện rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ không chia sẻ về cái máy lạnh ở bên Việt Nam nữa, tại vì các bạn ở bên Việt Nam đã biết quá nhiều rồi. Bữa hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái máy lạnh bên Mỹ. Ok. Bây giờ mình sẽ đi ra sân. À, trời nóng quá các bạn. Ok. Thì ở bên đây là cái máy lạnh của ông nhà hàng xóm của mình, và bên đây là cái máy lạnh của mình. Thì các bạn nhìn sơ sơ là các bạn biết cái máy lạnh của ông nhà hàng xóm nó lùn hơn cái máy lạnh của mình, thấy không? Cái máy lạnh của mình nè. Đó. Còn máy lạnh ông nhà hàng xóm thì tại sao nó có hai cái máy lạnh, nó hai cái size khác nhau? Thì cũng giống như các bạn xài điện thoại vậy đó, có người thì thích xài điện thoại 256GB, có người thì thích xài 125GB, có người thì thích xài 64GB, ok? Thì cái nhà của anh này là nhỏ hơn nhà của mình, cho nên cái người gắn máy lạnh á, họ tìm cái loại máy lạnh phù hợp với căn nhà của anh này thôi. Cho nên cái máy lạnh này, cái công suất nó nhỏ hơn cái máy lạnh này, ok? Thì mình gọi cái này là cái máy lạnh, thực sự đây là cái quạt các bạn, ok? Ok. Thì cái máy này nó có cái công dụng gì? Mình giải thích cho các bạn nghe theo một cái cách đơn giản nhất mà mình có thể hiểu nhất, để mà mình giải thích cho các bạn dễ hiểu nhất, ok? Thì bây giờ cái nhiệt độ ở bên ngoài nó rất là nóng các bạn, nóng nè, ok? Thì cái nhiệt độ bên ngoài nóng thì dĩ nhiên là ở trong nhà của các bạn cũng nóng luôn, ok? Thì ở trong cái máy này á, nó có một cái đường, nó gọi là một cái đường ống đồng, ok? Thì cái đường ống đồng này nó có một cái nhiệm vụ là nó sẽ hút không khí nóng, nó hút qua ga qua cái máy này, và nó làm cái không khí nóng đó thành không khí lạnh, và nó sẽ thổi cái không khí lạnh nó vô ở trong nhà của các bạn. Thì cái nhiệm vụ của cái máy này nó có một cái chức năng rất là đơn giản, đó chính là nó sẽ quay cái cánh quạt này. Thì cái cánh quạt này nó sẽ hút cái không khí nóng ở trong nhà của các bạn,
nó sẽ hút hết ra ngoài qua một cái đường ống lạnh, và cái đường ống đó nó sẽ làm cái không khí này lạnh đi bằng một cái loại khí ga, và cái loại khí ga này nó sẽ đẩy cái hơi lạnh đi vô ngược trong nhà của các bạn, và cái quạt này nó sẽ có nhiệm vụ là nó sẽ thổi những cái hơi lạnh vô trong nhà của các bạn. Cho nên khi mà các bạn mở máy lạnh lên đó thì cái cánh quạt này nó sẽ quay các bạn, ok. Nhưng mà cái máy lạnh là nó nằm ở dưới basement, ok. Thì bây giờ nhiệt độ ở bên ngoài nó rất là lạnh, nó rất là nóng, thì mình sẽ chỉnh nhiệt độ ở trong nhà của mình xuống, thì ngay lập tức cái cánh quạt này nó sẽ quay và nó sẽ thổi hơi lạnh vô. Thì cái quá trình nó diễn ra rất là lẹ các bạn, mặc dù mình nói nó hơi lâu là nó phải hút hơi nóng ra, nó làm hơi nóng nguội đi, tạo thành hơi lạnh sẽ đẩy vô trong nhà của mình, nhưng mà cái quá trình nó rất là lẹ các bạn, ok. Đó thì đó là cái ống ga, mà theo đỏ không đó, thì nó sẽ làm cái cánh quạt này nó quay và nó sẽ thổi hơi lạnh ra. Như vậy thì trong nhà của mình nó sẽ có rất là nhiều hơi lạnh. Thì đó chính là như vậy các bạn ha. Bây giờ đi vô nhà. Thì ở trong nhà bên Mỹ thì họ sẽ lắp đặt những cái đường ống để cho cái không khí lạnh nó chạy khắp nhà. Và sau khi mà nó nó có một cái cảm ứng các bạn, thì khi mà cái cảm ứng nó đã thấy đủ lạnh rồi không, thì nó sẽ tắt, nó sẽ không chạy nữa, và cái hơi lạnh nó sẽ ở trong nhà của bạn nó khá là lâu luôn, nó không có bị thất thoát ra ngoài. Cho nên các bạn sẽ thấy là tại sao ở Mỹ ai nhà nào cũng mở máy lạnh chạy khắp nhà hết, vì có tốn điện hay không. Thật sự thì nó không tốn điện lắm các bạn, nó không phải là rất là mắc mà các bạn không xài nổi không. Ở bên Việt Nam chỉ có những người nhà giàu họ mới gắn máy lạnh thôi, còn những người nghèo á là họ xài quạt gió các bạn, tại vì tiền điện nó rất là mắc. Nhưng mà ở bên Mỹ á, người nghèo hay là người giàu gì họ cũng có máy lạnh gắn ở trong nhà và họ xài. Cái đó là cái điều rất là sướng ở Mỹ các bạn. Ở bên Mỹ các bạn nghèo hay các bạn giàu, các bạn vẫn có máy lạnh xài khắp nhà các bạn ha. Đó. Cho nên ở bên Mỹ này á, không cần biết là các bạn giàu hay các bạn nghèo. Các bạn nghèo các bạn vẫn có thể ăn tôm hùm được. Các bạn giàu các bạn vẫn ăn tôm hùm được. Các bạn nghèo, các bạn vẫn có máy lạnh xài được. Các bạn giàu, các bạn vẫn có máy lạnh xài được. Các bạn nghèo, các bạn vẫn có ô tô đi được. Các bạn giàu, các bạn vẫn có ô tô đi được. Nói chung là ở bên Mỹ này nó sướng là như vậy đó. Người nghèo vẫn có thể sống tà tà khỏe re. Còn người giàu thì cũng vẫn sống tà tà khỏe re. Ok các bạn. Thì đó là chia sẻ về cái máy lạnh của mình. Ok. Thì nhưng mà các bạn biết không, lâu lâu mình cũng phải ra ngoài sân để mình hít thở cái không khí ở trong lạnh. Tại vì nếu mà các bạn ở trong nhà mà hưởng máy lạnh không á, nhiều khi các bạn bị viêm son. Ok. Thì bây giờ nãy giờ mình đứng ở ngoài thì nó khá là nóng luôn. Bây giờ mình sẽ đi vô trong nhà. Ngay khi mà mình bước vô trong nhà là nó đã mát rồi các bạn. Ok. Thấy không? Rồi. Bây giờ thì cái nhiệm vụ mà mình vô nhà thì các bạn thấy ở trong nhà ở ngoài sân là 79 độ. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó xuống 64 độ. Thì khi mà mình bấm như vậy đó thì cái máy nó sẽ chạy ở ngoài các bạn ha. Thì cái này nó sẽ cảm ứng được cái độ nóng ở trong nhà của mình. Và các bạn thấy không, ở bên Mỹ á, nhà cửa nó rất là kín, cái hơi lạnh nó sẽ bay vô đây ngoài, các bạn sẽ không thấy nó nóng. Ok. Mà nếu mà nó có nóng á thì cái máy này nó sẽ chạy và nó sẽ thổi hơi lạnh ra nữa. Ok, thấy mà thấy không? Các bạn đi khắp nơi ở trong nhà các bạn đều thấy nó mát. Không, nó không có nóng. Nó không phải giống như bên Việt Nam là có cái phòng nào mát, cái phòng kia nóng, cái phòng kia mát, cái phòng kia nóng. Ok các bạn. Thì đó chính là cái hay mà mình thấy ở bên Mỹ, nó có một cái hệ thống máy lạnh như vậy. Mà nó cũng khá là rẻ các bạn, không phải là mắc lắm nha. Khá là rẻ luôn á. Ok. Bây giờ thì kết thúc video. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình.